Trưa ngày 18 tháng 11, các lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy xảy ra trong khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 9 giờ 45 phút sáng cùng ngày tại khu vực nhà xưởng của công ty Ngôi Sao Xanh trong khu công nghiệp Nam Cấm. Thời điểm này, mọi người xung quanh phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt, cao hàng trăm mét. Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Nghệ An, lực lượng địa phương đã tập trung, nỗ lực dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên theo ước tính thiệt hại về tài sản khá lớn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.